Tôi chỉ là nấu tô mì cho nữ nhân. Vậy mà dùng lực lớn kéo tôi vào trong phòng. Ở trước mặt cô ấy tôi giống như con gà nhỏ yếu đuối. Muốn đi căn bản không đi được. Lúc này tôi biết đã xong đời rồi. Sáng hôm sau tôi luôn phải dựa vào tường để đi. Cảm giác như mất đi 10 năm dương thọ. Thì ra vị này là vợ ba của tôi. Cô ấy bị hai vị phu nhân khác trêu chọc, khiến cho cô ấy hạ quyết tâm. Vì thế liền có cảnh ngộ không chịu nổi đó. Nhưng may có công thức bí phương làm cho thân thể mạnh mẽ. Chỉ cần có đủ dược liệu hoàn toàn có thể luyện ra chín của thận, vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ vừa mới lật trang đầu tiên, Thu Quang Nhật đưa thanh tra đến kiểm tra dụng đố mì. Đồng thời đối với sản lượng mà lão thôn trưởng báo cáo không hài lòng. Chí Linh, ngươi phải biết báo sai sản lượng cho triều đình là đại tội mất đầu, là tội tru di cửu tộc đó. Cho dù các đại nhân thật muốn lấy đầu thảo dân cũng không có nhiều hơn lương thực. Thấy tôi cứng miệng như vậy, Thu Quang Nhật cũng không có cách nào. Có điều hắn cũng biết một phen lời nói cũng không dọa được tôi, cũng chỉ có thể báo cáo với khâm sai như vậy. Được rồi, chuyện này không trách Thu đại nhân. Ngươi tên Chí Linh đúng không? Bản quan là Thôi Minh Trung, là triều đình hộ bộ thị lang. Lần này phụng hoàng mệnh nhậm chức khâm sai, chủ yếu là vì nạn đói Hạo Thành mà đến. Tôi hơi nhướng mày, không hiểu hắn vì sao lại tự báo thân phận. Thảo dân đã biết mục đích đến lần này của Thôi đại nhân, nhưng Ngư Bắc thôn đất đai vốn cằn cỗi, thảo dân cũng phải hao hết tâm sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng làm cho Ngư Bắc thôn trồng được lương thực. Mặc dù có 1.000 mẫu đất, nhưng sản lượng ít đến đáng thương. Vẫn mong Thôi đại nhân có thể hiểu, bản quan hiểu được nỗi khổ của ngươi, ngươi có thể dẫn dắt Ngư Bắc thôn trở lên tốt hơn, đã là lập đại công, đợi bản quan về triều phụng mệnh, nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng với hoàng thượng. Nghe vậy tôi thầm mắng trong lòng, Thôi Minh Trung này nhìn thì như đang khen mình, thực tế là đang đe dọa tôi. Nếu là không thành thật giao lương thực, sẽ báo cáo lên hoàng thượng. Mà Mã Kỵ và Thu Quang Nhật nghe xong lời này cũng âm thầm mắng quái thai. Mã Kỵ tự nhiên là hy vọng tôi càng ngày càng tốt, như thế hắn mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tâm tư của Thu Quang Nhật thì lại phức tạp. Hắn vừa hy vọng tôi có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, vừa hy vọng lần này tôi bị trị tội. Hắn dám khẳng định tôi đang nói dối. Mấy ngày trước hắn phái người đến Ngưu Bắc thôn muốn giúp thu hoạch lương thực, nhưng khi trời tối đã an bài các thôn dân thu hoạch, rõ ràng là không muốn cho bản thân mình biết. Nếu như lần này tôi bị khâm sai phát hiện, hắn có thể quang minh chính đại chiếm lấy Ngưu Bắc thôn, tương lai có thể tạo ra tài phú liên miên bất tuyệt. Nhưng tôi giả vờ không nghe ra ý, nói cho hắn biết chỉ là muốn bách tính trải qua những ngày tháng tốt đẹp, chưa từng nghĩ sẽ được hồi báo. Mà Thôi Minh Trung chỉ gật nhẹ đầu, sau đó yêu cầu tham quan kho lương một chút. May mà tôi đã sớm an bài lão thôn trưởng tạo ra hai kho lương, một chỗ ở cuối phía đông thôn, một chỗ ở cuối phía bắc thôn. Còn về căn hầm ban đầu đã trở thành kho hỏa dược, đạn dược sản xuất nửa năm nay toàn bộ đều để ở trong đó. Như thế có thể thấy, vật tư nằm trong tay tôi hiện tại tuyệt đối là một con số thiên văn. Ngay sau đó tôi dẫn đường. Nhìn những căn phòng cũ nát sập sệ, hai vị mệnh quan triều đình đều cảm thấy có chút khó chịu. Có điều lúc này bọn họ giống như bị mù vậy, ngoại trừ lương thực cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng không ngờ là, chúng tôi đến kho lương ở cuối phía đông thôn. Thôi Minh Châu liếc mắt đã nhìn ra manh mối, hắn sờ đất trên tường vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng là mới đào không lâu, nhưng hắn biết tôi là tiểu hồ ly, bất luận hỏi cái gì khẳng định cũng sẽ không có kết quả. Vì thế hắn quyết định ra tay từ lão thôn trưởng. Ông chính là thôn trưởng của Ngư Bắc thôn nhỉ? Đúng, đúng vậy. Thôn trưởng căng thẳng muốn chết, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng toát ra, tình hình có vẻ xấu. Tôi vội vàng đi lên trước, Thôi đại nhân có vấn đề gì hỏi thảo dân là được. Lão thôn trưởng lớn tuổi rồi, nói chuyện cũng không rõ ràng. Ấy, Lâm công tử yên tâm, bản quan lần này đi tuần, thu gom lương thực cứu trợ là một phương diện, đồng thời cũng là điều tra dân tình. Vì thế ngươi không cần lo lắng. Tôi gật nhẹ đầu, sau đó nhìn hướng lão thôn trưởng, nhìn thì bình thường, thực ra là đang nhắc nhở lão nghĩ kỹ rồi hắn nói. Lão thôn trưởng lập tức hiểu, không biết Thôi đại nhân muốn hỏi cái gì. Tiểu lão nhất định biết gì nói đó, tuyệt không giấu giếm. Ngư Bắc thôn này tổng cộng có mấy căn hầm như thế này? Hai chỗ. Nghe lão nói, tôi chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, mà Thu Quang Nhật và Thôi Minh Trung hai mắt phát sáng, đồng thời nội tâm vui vẻ. Còn về Diệp Vạn Thanh ba nữ là vô cùng căng thẳng. Ồ, chỗ còn lại ở đâu? Chỗ còn lại ở vị trí trung tâm thôn. Nghe như vậy tôi mới ngộ ra, quay người lộ ra nụ cười lạnh. Bởi vì ở trung tâm thôn chỉ là chỗ để một số cá khô mà thôi. Được, vậy trước tiên xem trong này đã. Khắc tiếp theo, mọi người đều đã vào kho lương. Tất cả 12 vạn cân lương thực để ở bên trong. Chiếm lượng lớn không gian. Tốt tốt tốt, Lâm công tử, ngươi thật sự vì đại đoàn thần triều ta, làm ra một chuyện vô cùng tốt nha. Thôi đại nhân quá khen rồi, thảo dân cũng chỉ là người nghe theo thiên mệnh, có được thu hoạch như vậy cũng là vì hoàng thượng đại đoàn thần triều ta thánh minh. Tôi không do dự mà nịnh hót, khiến ba nữ phía sau không nói nên lời. Chỉ có Thu Quang Nhật khóe miệng co giật. Chí Linh này của nhiên là một nhân vật, bị khâm sai đại nhân phát hiện căn hầm số 2. Vậy mà vẫn còn có thể thản nhiên không hoảng loạn. Tốt, Lâm công tử có tấm lòng báo đáp triều đình như vậy,
Bản Khâm Sai nhất định sẽ bẩm báo thánh thượng. Nói xong liền xoay chuyển lời nói, muốn đi căn hầm ở trung tâm thôn tham quan một chút. Kết quả tôi chỉ làm ra một động tác đưa tay xin mời, khiến cho Thôi Minh Trung có choáng váng. Ở trong mắt hắn, tôi bây giờ trong lòng phải lên căng thẳng mới đúng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm bất an. Kỳ lạ, lẽ nào mình đoán sai rồi? Rất nhanh mọi người đến căn hầm ở trung tâm, nhưng khi lão thôn trưởng bảo thôn dân mở hầm ra, bọn họ lại hai mặt nhìn nhau, chậm trễ không di chuyển, bởi vì căn hầm này là để cá khô, đồng thời nửa năm nay chưa từng mở ra, khẳng định là thối vô cùng. Cho đến khi tôi liên tục thúc giục, các thôn dân mới đi lên phía trước đem căn hầm mở ra, mà Thôi Minh Trung và Thu Quang Nhật đứng ở một bên xem xét tình hình, muốn xem tôi làm sao giải quyết tràng diện này. Ngay cả Mã Kỵ cũng một mặt hiếu kỳ, có điều hắn nhìn thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của tôi, lập tức ổn định tâm tình, biết tôi khẳng định đã có đối sách. Khắc tiếp theo, mùi thối bay ra khắp nơi, khiến cho Thôi Minh Trung và Thu Quang Nhật thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Bọn họ là mệnh quan triều đình, hàng năm cuộc sống trải qua cẩm y ngọc thực, đã bao giờ trải qua tràng diện như thế này, đến cả bữa sáng nay cũng nôn ra hết, mà thôn dân xung quanh đều cười trộm, nhưng không dám cười ra tiếng. Thật ngại quá, để hai vị đại nhân chê cười rồi. Lão thôn trưởng, đây chính là căn hầm số 2 mà ông nói. Vâng ạ, căn hầm này là chỗ để cá khô muối của Ngư Bắc thôn chúng tôi, bình thường sẽ không mở ra, chỉ khi lương thực cạn kiệt mới dùng nó để ứng đối. Hơn nữa Thôi đại nhân là Khâm Sai triều đình, tiểu lão càng không dám giấu giếm. Thực là xin lỗi. Có thể nói biểu hiện của lão thôn trưởng tương đối hoàn mỹ, biểu hiện ngây thơ vô số tội, khiến tôi cũng phải giơ ngón tay cái lên. Mà Thôi Minh Trung vẻ mặt đã chán nản, hắn vốn dĩ muốn vạch trần tôi và kiểm soát tôi hoàn toàn. Có đủ lương thực không chỉ giải quyết được nạn đói ở Hạo Thành, còn có thể kiếm một khoản. Nhưng vạn vạn không ngờ rằng trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ngư Bắc thôn năm nay thật sự sản lượng thì có 12 vạn cân lương thực. Thảo dân thề với trời, thật sự chỉ có 12 vạn cân. Lúc này Thôi Minh Trung triệt để mất bình tĩnh, chỉ có thể cùng Thu Quang Nhật đi qua một bên thì thầm. Bọn họ đều là mệnh quan triều đình phải đến. Kết quả trong lần này đến tuần tra tự nhiên là muốn thương lượng ra đối sách, mà Mã Kỵ âm thầm đối với tôi giơ ngón tay cái lên. Đại khái qua thời gian một chén trà, Thôi Minh Trung và Thu Quang Nhật mới quay lại. Chí Linh, ngươi là phiên vương thế tử, theo lý mà nói là không thể quản việc của đại đoàn thần triều ta, nhưng ngươi đã dẫn dắt Ngưu Bắc thôn cải thiện dân sinh, còn thu hoạch được 10 vạn cân lúa mì, đã lập được đại công cho đại đoàn thần triều ta. Vì thế bản Khâm Sai cùng với phủ Doãn đại nhân thương nghị, quyết định thăng cho ngươi chức vụ Ngọc Thành nội vụ phủ chủ sự. Nghe xong tôi mắng thầm trong lòng, vì để bịt miệng tôi một lần lấy đi 10 vạn cân lương thực, liền cho tôi một chức vụ chủ sự như vậy. Một bên Mã Kỵ âm thầm vui vẻ, tôi được phong làm nội vụ phủ chủ sự chính là nhận chức dưới trướng hắn, bằng vào quan hệ của hai chúng tôi, tương lai trở thành đồng liêu sẽ càng tăng thêm cơ hội kiếm tiền. Đa tạ hậu ái của hai vị đại nhân, thảo dân nhất định sẽ làm hết khả năng, không phụ ân tình của hai vị đại nhân. Nói xong đồng thời trong lòng tôi có chút lo âu, dù gì làm bách tính phổ thông có thể không lo ngại cùng quan phủ kết giao, nhưng trở thành quan viên dưới trướng Thu Quang Nhật, như vậy nhất cử nhất động trong tương lai đều sẽ bị Thu Quang Nhật nắm rõ. Chí Linh, bản quan từng nói, chỉ cần ngươi ra sức vì triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Thu đại nhân nói có lý, chỉ là, chức chủ sự này, là quan mấy phẩm? Ha 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 ha. Lâm công tử, chủ sự chỉ là chức quan nhỏ, nếu là phải phân lại, có lẽ là từ cấp bậc cửu phẩm. Tôi đột nhiên hiểu ra, âm thầm mắng hai tên vương bát đản này, chỉ cho chức quan cửu phẩm đã đòi xin ăn. Ngươi đừng chế chức quan nhỏ nữa, bao nhiêu người muốn vào hàng sĩ tộc đều không thể vào. Mặc dù chỉ là chức quan cửu phẩm, nhưng dù gì cũng coi như là gia nhập sĩ tộc. Chỉ cần cố gắng làm việc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tôi biết, đây chính là cấp trên vẽ một chiếc bánh lớn cho cấp dưới. Cái gì mà bất khả hạn lượng, cái gì mà năng lực chắc tuyệt, tất cả đều là giám chó. Sau cùng Thu Quang Nhật và Thôi Minh Trung ngồi xe ngựa về phủ, mà các quan binh bắt đầu vận chuyển 10 vạn cân lương thực đi. Bận một mạch đến tối mới hoàn thành. Mã Kỵ là nội vụ phủ tổng quản, giờ khắc này tự nhiên là phải lưu lại sau cùng. Khi không có người ngoài, hắn mới hỏi tôi lần này giấu đi bao nhiêu lương thực, mà tôi chỉ là cười mỉm, sau đó nhìn hướng lão thôn trưởng. Ông nói cho Mã tổng quản là bao nhiêu? Đất canh năm nay tổng cộng hơn 1.000 mẫu, sản xuất ra 31 vạn cân lương thực. Lâm công tử, ngài thật sự là quá điên cuồng. Nói như vậy, trong tay Lâm công tử bây giờ còn 19 vạn cân lương thực. Không đúng, hai vị đại nhân chỉ lấy đi 10 vạn cân, còn để lại 2 vạn cân lương thực. Ngay còn có 21 vạn cân, hắn trong lòng đã đoán trước, Ngư Bắc thôn đất đai cằn cỗi, có thể trồng trọt được 20 vạn cân lương thực, đã coi như là lợi hại rồi. 31 vạn cân là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Qua một lúc lâu, hắn mới coi như là bình tĩnh trở lại.